Xin góp ơn ba con ngồi của cuộc mong cho hình lễ hình hoa có hình lưu có con ngồi cho lưu trẻ có chuyện có trói xin con để con đã có cái tuyên mỹ giá yêu nhất con xong chuyện sẽ kinh mù sàn xa thiệu với mấy cáo tôi chỉ cái tuyệt lộ giá thiệu mân xâm tôi thấy cơ mà nhộn mất sư nhiều kinh này sẽ nghiệm bao ngày nhất còn luyện tuy mất của ngoài thành chuyện mà chuyện mà đi quá trình cháu tôi chân ngoài thành lý thức biết được bạn ơi quay trở ngoài bạn nhìn chân bạn đại phong tình này cho chị kể trong ngoài xâm tổ mừng quân như nhất còn như cơ yêu hòa hẳn định hạ nhất còn như cơ yêu hòa yên sinh lâu nhất còn như cơ hình hòa xúc mình kỳ sập kinh nhau cầm hữu trói yêu yên mình lý hồng ngoài như cơ yêu hòa ngoài cô tôi hoàng ngồi ngồi đầu tiên hay ngồi tiên hay tôi cứ xếp cho em ơi ôi la 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 la. Kính thưa các bạn giới truyền thông, cảm ơn các bạn đã có mặt trong buổi họp báo hôm nay. Lát nữa đây, Lui sẽ đích thân lên tiếng về vụ lùm xùm giữa cổ và ảnh đế bằng Dữ Hiên. Hy vọng mọi người yên tâm chờ đợi, đừng nôn nóng. Lát nữa sẽ có 5 phút để cho các bạn đặt câu hỏi, nếu không ai còn vấn đề gì nữa. Sau đây chúng tôi xin mời Lui. Tôi biết mọi người rất quan tâm tới tin đồn giữa tôi và Tony. Tôi thừa nhận chúng tôi từng yêu nhau, nhưng mà chúng tôi đã chính thức chia tay. Chúng tôi từng có một khoảng thời gian rất vui vẻ bên nhau, nhưng vì công việc của cả hai quá bận rộn, thời gian ở bên nhau không được nhiều. Mặc dù cũng không đành lòng, nhưng mà vẫn phải chọn cách chia tay. Còn bạn phóng viên nào muốn đặt câu hỏi không? Có phải hai người đã quay lại sau bộ phim năm ngoái không? Hai người quen nhau bao lâu rồi? Chúng tôi quen nhau một năm. Hai người chia tay từ khi nào vậy? Khoảng một tháng trước. Cô nói là sau đó hai người đã quyết định chia tay, là cô hay Tony đã đề nghị chia tay vậy? Cô ấy hỏi lần này chia tay là cô hay là Tony đề nghị? Hai chúng tôi có cùng suy nghĩ và đồng ý chia tay. Sau khi chia tay, chúng tôi vẫn là bạn. Nguyên nhân chia tay có phải là do người thứ ba hay không ạ? Anh hỏi hai người chia tay có phải là do người thứ ba hay không? Tôi mở cuộc họp báo chính là để nói rõ chuyện này. Giữa hai chúng tôi không hề có người thứ ba xen vào. Bên ngoài có tin đồn dạo này Tony và người mẫu Lisa rất thân mật. Cô có cảm nhận gì? Anh nói bên ngoài đồn là Tony và người mẫu Lisa dạo này qua lại thân mật. Cô có cảm nhận gì không? Tony là một người tốt. Cho dù sau này ảnh quen với ai, tôi cũng đều chúc ảnh hạnh phúc. Người đàn ông lý tưởng trong mắt của cô cần có những điều kiện gì? Câu này tôi nghe được. Thật ra tôi cũng không đặt ra điều kiện gì cho mình cả. Tôi cũng như những cô gái khác đều mong muốn có một tình yêu bình thường, sống một cuộc sống bình thường. Lưu Y, có gì nói đi ngoài nghe sao? Thêm một chút được không, Lưu Y? Chúng ta về xem qua hiện trường của cuộc họp báo về chuyện tình của Lưu Y do Lưu Y tổ chức. Trong cuộc họp báo này, cô ấy đã đính chính tin đồn về cuộc chia tay của cô ấy với Tony. Đề tài này gây xôn xao suốt mấy tuần qua trên trang đầu của các tờ tạp chí cuối cùng đã khép lại. Vào nghề năm 16 tuổi, nổi lên từ nghề quảng cáo cho đồng hồ, từ người mẫu quảng cáo chuyển qua ngành điện ảnh màn bạc và vượt ra khỏi Hồng Kông. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi chưa đầy 10 năm đã trở thành diễn viên nổi tiếng nhiều nơi trên thế giới và thường xuyên nhận được rất nhiều giải thưởng. Chloe, tức là Đồng Á Giao, sinh ra và lớn lên tại Hồng Kông của chúng ta và đã sớm trở thành một huyền thoại của điện ảnh châu Á thế kỷ 21. Căn cứ theo thống kê không chính thức,
tất cả các bộ phim điện ảnh mà Chloe đã tham gia tại các nơi trên thế giới lâu nay. Số vé bán ra đã vượt qua tổng ngạch tài trợ của Tổ chức Ngân hàng Thế giới dành cho chính phủ bốn nước chi viện lớn của châu Âu trong năm ngoái. Thành tựu sự nghiệp của Chloe đã nổi bật trong ngành điện ảnh, ngành giải trí, trở thành một nhân vật quan trọng có thể ảnh hưởng tới ngành thương mại quốc tế. Tên của cô ấy không chỉ gắn liền với một hình tượng văn hóa, mà tác phẩm của cô ấy còn tác động tới sự phát triển kinh tế của không ít khu vực. Và các thành tựu về hoạt động từ thiện mà Chloe đã có được từ lâu đã trở thành tiêu chuẩn giá trị phổ biến ở nhiều địa phương. Cô ấy là một ngôi sao sáng và còn là điển hình cho đạo đức của thế kỷ mới. Anh ơi, nói mạng chưa? 108 đồng, 100 mê, có tặng luôn mạng cho điện thoại đó. Maybe this time I'll be close, you'll be mine. Crazy, get yours in my bed. Maybe you'll be just my summer boyfriend. Tập sang nhỏ đọc miễn phí, tìm hiểu văn hóa Phật giáo, hãy đến với Tiểu Lâm Tự Phúc Kiến. Sometimes you might start a fight, but I'm happy pretending we're all right. All right. Sunglasses cover up my green eyes. My martini glistens, yeah, while checking out other guys. Someone, if you love, you can take me home. Someone next week can be alone, we can leave them. Ý, cái này là cái gì đây? Cái gì? Cái ly bị thừa trong này nữa. Tiền của ông sẽ dơ quá à. Mai mốt tôi không tới nữa đâu. Khoan. Nè cô ơi. Nè cô ơi. Trời sao cô bất cẩn quá vậy trời ơi. Chú Bảy à, đừng có đụng vô. Mà đi rửa tay đi. Rửa tay xong á, lấy khăn sạch lau cái tủ lạnh và tất cả đồ điện chú đã đụng vô. Cái này tôi lau được rồi. Tôi biết đó là cậu quý cái này, nhưng cũng đâu phải người thật. Đụng chút có gì đâu chứ, thiệt là. Ở đông à? Chú Lâm, cái này được quá. Bên lô E tầng 14 tôi đã kiểm tra, cái máy lạnh đó hư thiệt rồi. Lát nữa sau khi tan ca, chú hãy tháo nó xuống đem tới cho chú Tài sửa đi. Đây là TV mới đông ra à. Đó. Tôi muốn mượn. Vi phạm hút thuốc trong khu vực cấm, bị phạt 1.500 đồng. Ông chủ à, tôi thật sự phải gọi chú là ông chủ rồi. Chú coi sổ sách chưa? Số chi trong tháng này còn nhiều hơn thu nhập của cả tiệm nữa. Chú coi đi, khoái lạc cốc 5.000 đồng. Trường đua ngựa Sa Điền 3.500, cúp cảng A0 2.000 đồng, trường đã sư 4.000 đồng. Còn hôm nay nữa, bị vi phạm hút thuốc, phạt 1.500 đồng. Còn gì nữa hả? Tiền trong tiệm tháng này đã bị chú xài hết rồi. Cuối tháng lấy tiền đâu ra mà kết toán đây? Tôi biết. Hôm đó lúc tôi đi vắng, chú lại lấy 1.200 đồng có đúng không? Chú chi tiêu về cái gì? Lại bao gái nữa hả? Tôi đã nói là cho bạn mượn rồi, sao cậu không chịu tin tôi? Tôi muốn tốt cho chú. Chú lớn tuổi rồi, cần gì phải làm như vậy? Không phải đi cờ bạc thì đi bao gái. Con cái thì không có đứa nào. Sau này chú vừa già vừa bệnh, lại không có tiền nữa, để coi bọn họ có lo được cho chú hay không. Đông mà, ông này yêu cầu xem kinh khác. Tôi bấm tới bấm luôn mà cũng không có được. Lần cuối cùng của tháng này hết rồi đó. Đã kêu chú phải coi giấy hướng dẫn rồi mà, chuyện gì cũng nhờ tôi hết. Chính phủ được rồi đó. Ấn nút vậy hả? Tàu hải quân của Mỹ và vùng cảng đã biểu lộ sự quan ngân và tình hữu nghị. Được rồi, giúp tôi nhường cho anh Phan Tuấn Khiêm nói về tin tức thể thao. Cảm ơn cô Phùng Diêu Đan. Đội bóng đá Hằng Quang đã thay đội trưởng mới từ lâu để long trọng kỷ niệm
Họ đã đặc biệt mời ngôi sao quốc tế Đồng Ái Giao tới tham dự buổi lễ khai mạc cho trận thi đấu. Đồng Ái Giao quả nhiên đã đem lại sự may mắn cho Hàn Quang, họ thắng quốc dân tỷ số 1-0. Đáng tiếc là địa điểm thi đấu đã được sắp xếp trước, nếu không tôi đoán trận đấu này nếu được tổ chức ở sân lớn cũng sẽ chật cứng người. Hàn Quang có Đồng Ái Giao ủng hộ có thể nói là tràn đầy sức mạnh. Vừa mở màn được 1 phút 45 giây, Lý Chí Thành đã tranh thủ một lần sơ suất của hậu vệ đối phương, lập tức mở màn tỷ số. Quốc dân tuy là bị đối phương dẫn trước nhưng cũng không chịu thua. Phút thứ 42 của hiệp 2, Lý Chí Thừa xông thẳng vào vùng cấm địa. Quách Diệp Đình đứng sau đẩy người, đương nhiên là bị phạt đền và phạt thẻ đỏ rồi. Nhưng Quách Diệp Đình không phục, chạy tới tranh cãi với trọng tài. Hai người đang cãi sau đó dẫn tới xô xát. Chúng ta ai cũng nhìn thấy là Quách Diệp Đình ra tay xô đối phương trước, nhưng Hạ Siêu Nhiên là trọng tài mà cũng đánh lại. Còn dẫn tới nỗi cởi cả giày đinh ra ném đối phương, thật chẳng ra làm sao cả. Dù xô xát này kéo dài suốt 10 phút, cuối cùng Hàn Quang vẫn duy trì tỷ số 1-0 với Quốc Dân. Cầu thủ và trọng tài đánh nhau ngay trong trận thi đấu có thể nói là chuyện xảy ra lần đầu tại Hồng Kông. Theo tôi thấy, Hà Siêu Vinh nên từng phạt mình một thẻ đỏ thì mới đúng. Cảm ơn anh Phan Tuấn Khiêm. Bản tin tối nay đã kết thúc. Tạm biệt. Xong rồi, cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Direct, lát nữa lái xe đưa em đi mua đồ có được không? Có nấm đông cô hôm trước mà anh đem tới em đi cho nấu nữa. Ừ. Tối nay em muốn hầm canh đông cô với chân gà. Cyrus, tới nhà tôi uống chén canh. Phải đó. Đàn ông độc thân ở nhà chắc không có canh uống đâu. Thanh họng nhuộm phổi đó. Anh tới nha. Vợ của anh muốn nuôi anh cho mập. Nếu là tôi sẽ đề phòng. Ai nói chứ. Không phải đâu, anh đã ốm đi nhiều rồi. Anh tới rồi, trên tầng 2 xe buýt. Lát nữa gặp. Ê, ở đây nè. Ê, hộp này nhiều cơm hơn là của anh đó. Anh cầm lấy đi. Ấn, còn nữa. Nói khẩu vị, cánh gà nấu sữa nè. Anh muốn ăn chút rau xanh. Hả, rau hả? Ý, anh ăn rau cải xào nha. Nè. Hay là tôi đổi chỗ với anh? Được, cảm ơn anh. Cảm ơn, cảm ơn. Cảm ơn nha. Cẩn thận đó. Em nấu càng ngày càng ngon đó. Thêm một chút hành tây sẽ ngon hơn nữa. Thật ra thì sáng nay em dậy trễ. Những thứ này em mua ở tiệm trà ký dưới lầu đó. Anh đâu có ý trách em đâu. Thật ra không bỏ hành tây vô cũng được mà. À phải rồi, hôm qua mua điện gọi điện thoại tới, nói là em chưa đóng tiền internet. Anh lại không gặp em, anh sợ em quên, nên tối hôm qua đã đóng luôn rồi. Sao anh không nói sớm đi, làm sáng nay em đi đóng rửa rồi. Xin lỗi. Thứ bảy này anh được nghỉ, không cần cực khổ từ nấu ăn nữa. Anh sẽ tới bệnh viện ăn với em. Được đó. À, còn nữa, quần áo dơ của anh em mang đi giặt hết rồi, anh tự đi lấy đi. Được. Em tới rồi, anh đi làm nha. Được. Từ từ ăn á. Cẩn thận đó. Bye bye. Bye. Cậu có phải là người dẫn chương trình chuyên mục thể thao Phan Tuấn Khiêm hay không vậy? Dạ phải. Ai, sao phải ăn cơm ở trên xe buýt khổ quá vậy? Lắc tới lắc lui làm sao mà tiêu hóa được? Tôi làm cả ngày. Bạn gái của tôi là y tá làm ca đêm. Tranh thủ lúc này gặp mặt nhau. À, khổ vậy sao? Nếu đổi lại là ông xã của tôi nhất định sẽ gây chuyện. Ai biểu tôi quen bạn gái làm y tá? Cậu đúng là mẫu bạn trai thời đại mới. Hôm nay tôi ra ngoài gặp khách, công ty có gì quan trọng không? Không có, chỉ có Hạ Siêu Vinh gọi điện mấy lần tới thôi à. Ê, gọi điện thoại tới nói lui cũng chỉ là mấy câu đó. Lúc đầu khi tôi khuyên anh ta bán ra hết á, thì anh ta lại không chịu nghe, nhất định giữ lại, lại còn đi mượn tiền giữ hàng nữa chứ. Ê, cuối cùng bây giờ mất vốn luôn rồi, gọi cho tôi cũng vô ích thôi. Vậy thì quá thảm rồi, tiền tích lũy mất hết, công việc cũng mất luôn.
còn ông một đống nợ thì là tội nghiệp quá. Bởi vì mới nói đầu tư đó nhất định phải biết lượng sức, sức người có giới hạn thì đừng có chơi lớn quá. Cái trò cổ phiếu này không phải là ai cũng chơi nổi đâu. Tôi tới rồi, gặp nhau nói tiếp nha. Dạ lên đi, mấy em đang chờ đó. Ủa? Marcus chưa tới à? Hả? Anh kêu cô ta tới sao? Mỗi lần có cậu ta thì em không có chỗ đứng rồi đó. Cậu ta không tới thì sao mà thu hút mấy em qua đi? Cậu ta có sức hấp dẫn rất là lớn mà. Em biết chứ. Nhưng mà Marcus lần nào cũng phụ trách đánh trận đầu. Anh mới chính là người có thu hoạch nhất đó. Cậu có biết là ở trên đường á có người đàn ông, nhìn á thì không ra làm sao hết, nhưng mà phụ nữ bên cạnh đều rất đẹp. Sao vậy? Tại vì đàn ông không giống như phụ nữ. Đàn ông thì thích chinh phục độ khó, còn phụ nữ họ sợ thua, sợ mất mặt, cho nên không dám tìm những người đàn ông đẹp trai phong độ mà chinh phục. Cho nên loại trung bình như anh là thông dụng nhất, đắt khách nhất đó, được để ý nhất nữa. Cộng thêm em yểm trợ, anh càng là đối tượng tốt rồi. Nè, hai người nói chuyện coi như tôi là người tàng hình hả? Sao đây, tình hình sao rồi? Hay, anh coi kìa, lần này lại chứng minh lý luận kinh tế học của anh là nói đúng đó. Thông thường á, thứ hai nha, những người phụ nữ tan ca xong á thì đi chơi, đều là tại lão luyện, lại là dạng vô cùng cô đơn. Nói không chừng tối nay ba chúng ta được có thu hoạch, mà mấy cô này cũng dễ ra tay thôi. Cùng lắm cho cậu chọn trước. Tốt vậy hả? Ừ. Xin chào. Chào em. Anh là Nick. Tụi anh mới khui chai rượu, sợ là uống không hết sẽ lãng phí, có thể giúp được không? Ừ, cũng được. Chào em, anh là Marcus. John. Em là Tâm. Mabel. Cherry. Uống rượu nghe. Chào. Đồng hồ của anh đẹp thiệt đó. Làm gì? Bởi vì năm ngoái đó thành tích của anh cũng hơi khá một chút, cho nên anh mới dùng tiền thưởng để mà tự thưởng cho mình đó. Chà, là hàng hiệu đó, ít nhất cũng phải 100,000 đó nha. Anh à, tiền thưởng của anh khá cao đó chứ. Đâu có, làm gì có công ty chứng khoán thì ai cũng vậy thôi mà. Phải rồi, giọng của anh đặc biệt lắm, anh là người ở đâu vậy? Anh là người Đài Loan, anh tới Hồng Kông được 5 năm rồi, có phải là anh nói quá chuẩn không? Không chuẩn thì đúng hơn đó. Cái gì chứ, công ty anh còn dạy cho các đồng nghiệp Đài Loan nói tiếng Quảng Đông nữa đó. Nè em nghe nha, cô Tranh sợ xấu, sợ xí, sợ sàm sỡ. Anh phải nói là cô Tranh sợ xấu, sợ già, sợ xanh xao thì mới đúng đó. Thì cũng vậy thôi, cô Tranh sợ xấu, sợ già, sợ xanh xao có đúng không? Còn nói là cho mình chọn trước nữa, bây giờ còn dùng chiêu chơi chữ, đúng là trọng sắc kinh bạn. Anh muốn người ta ăn món điểm tâm sáng do anh tự tay làm thì mới xem là bạn sao? Vậy thì cách kết bạn của anh cũng đặc biệt thiệt đó. Em cứ xem như anh ở Hồng Kông không có bạn nên quá buồn chán. Nhưng mà em yên tâm, anh nhất định không bám theo em đâu. Trừ phi là sáng nay em thức dậy thấy anh rất là đáng ghét, không muốn gặp lại anh nữa. Vậy được rồi, cho em số điện thoại. Nè, anh đưa điện thoại cho em, em tự lưu số vô, để mất công sau này nói là anh cho số giả. Phải rồi ha. Đại kỵ thứ ba là gì ta? Hẹn lần sau. Không biết là chừng nào em rảnh để uống rượu đây. Uống rượu thì không cần thiết đâu. Nhưng mà trưa thứ bảy tuần này anh có rảnh không? Rảnh? Có chuyện gì? Nếu biết là sau hai ngày nữa cổ sẽ kết hôn thì tối hôm đó tôi tuyệt đối không cùng với cổ. Nè, ăn no còn quán trách, coi chừng tổn thọ đó. Có điều cổ mới 25 tuổi đã kết hôn có sớm quá hay không? Em thấy chắc cổ kết hôn đại thôi. Thì cổ nói rồi, đêm đó cũng là đêm cuối cùng, từ nay về sau coi như là chấm dứt luôn, sau này hai người không gặp lại nữa. Nè anh hai à, trong rừng có biết bao nhiêu cây, sao nói chấm dứt lãng phí vậy? Nhưng mà có điều à, cho dù anh muốn chấm dứt cũng không có chấm dứt được đâu.
Nếu như tôi thực sự muốn tìm, chắc là cũng không khó. Nhưng mà tôi cảm thấy trước khi tìm được, cũng nên thử qua tất cả. Như vậy mới biết được có phù hợp với mình hay không, đúng không? Anh nói quá đúng luôn. Ít ra cũng phải chơi 10 năm nữa. Nhưng mà đừng dành với em nó nghe chưa. Tiền Vĩnh Tâm, con có bằng lòng lấy anh Trần Chính Hiếu làm chồng hợp pháp, cho dù là bệnh tật hay khỏe mạnh, nghèo khó hay giàu sang không? Con bằng lòng. Tốt. Trước khi cha tuyên bố cô dâu chú rể chính thức là vợ chồng hợp pháp, xin hỏi mọi người có còn người nào khác phản đối hay không? Tôi phản đối. Thưa anh, tôi là Trung Cảnh Lương, Cục trưởng Phòng Kiểm soát Hút Thuốc Lá trực thuộc Bộ Y tế. Căn cứ theo điều số 371 Luật Hút Thuốc Lá nơi công cộng, từ ngày 1/1/2007, tất cả rạp phim tại Hồng Kông đều là nơi cấm hút thuốc. Tất cả mọi người đều không được hút thuốc trong rạp chiếu phim. Xin cho coi giấy chứng minh, tôi viết giấy phạt cho anh. Có cần cực lực như vậy không? Cần bắt ra mà canh chừng. Là thành viên của phòng chống hút thuốc, canh chừng những người trái luật, bảo vệ môi trường trong sạch cho thành phố là trách nhiệm của tôi. Cũng giống như nhân viên cảnh sát phụ trách canh chừng trị an cho xã hội, quan trọng như vậy đó. Trong mỗi giây mỗi phút đều không thể lơ là. Tôi thấy cả thế giới này chỉ có mình anh là nghĩ như vậy thôi. Cậu đừng dùng suy nghĩ của người làm công để làm người. Làm người phải có tính trách nhiệm. Tôi như vậy gọi là chấp nhận sự thật đó. Trong mắt của mấy người đó, không có ai tôn trọng mình đâu. Từ xưa tới nay, những người vĩ đại hơn người ta, lúc mới đầu đều bị người khác coi như là thằng ngốc. Tới lúc Hồng Kông thực sự trở thành một thành phố không có khói thuốc, môi trường sống của mọi người đã được cải thiện rồi, người dân sẽ biết ơn chúng ta. Đợi, đợi tới chừng nào hả? Thưa cô, tôi là thanh tra phòng chống thuốc lá Trung Bình Lương. Bắt đầu từ tháng 12/2010, 131 trạm xe buýt ở Hồng Kông này và các trạm đậu xe công cộng đều đã được xếp vào nơi cấm hút thuốc. Hai sếp, tôi đâu biết ở đây cấm hút thuốc. Tha cho tôi một lần đi. Cô đừng nghĩ có sắc đẹp. Trong lòng của tôi chỉ có hai loại phụ nữ, một loại là hút thuốc, còn lại là loại không hút thuốc. Dù một cô gái đẹp tới đâu đi nữa, tay cầm một điếu thuốc thì trong mắt tôi đều là xấu xí. Cô làm ơn cho coi chứng minh thư. Bây giờ tôi tạm cảnh cáo bằng lời nói với cô, nếu cô còn vi phạm nữa tôi sẽ kiện cô. Thưa ông, tôi là thanh tra phòng chống thuốc lá Trung Bình Lương. Căn cứ vào điều lệ về hút thuốc lá, chỗ này bị cấm hút thuốc, xin ông xuất trình giấy chứng minh. Cậu làm như vậy là sao hả? Tôi vừa mới bị người ta sa thải, tôi đã thua hết tài sản rồi. Chỉ hút có một điếu thuốc thôi. Cậu thư cái gì? Ông à, tuy tôi rất thông cảm với ông, nhưng dù là chuyện gì cũng không được mượn cớ để hút thuốc. Mời ông xuất trình giấy chứng minh thư cho tôi đăng ký. Có phải cậu bị điên rồi không? Tôi sẽ cảnh cáo ông bằng lời nói trước. Nếu như ông còn tái phạm, tôi sẽ kiện ông. Làm phiền cậu ông. Cậu bị điên rồi hả? Xuất trình giấy chứng minh. Giấy chứng minh nè. Cảm ơn. Hà Siêu Vinh đúng không? Đúng. Tôi là thanh tra phòng chống thuốc lá Trung Bình Lương. Vị trí bây giờ anh đang đứng thì có quyền hút thuốc, nhưng chỉ cần anh bước vào phạm vi công viên, tôi sẽ căn cứ vào điều lệ về hút thuốc lá khoảng 2 điều thứ 3 chương 371 để cảnh cáo trước đối với anh. Hai đứa bay có biết tao lại không? Anh là phần tử xã hội đen, nhưng không có nghĩa là được phép hút thuốc. Anh phải hiểu cho rõ. Hai đứa bay ngon lắm. Có tin tao kêu đàn em tới đánh tụi bay không? Khoản tiền phạt 1.500 đồng không cần phải nộp ngay, nên anh không cần kêu đàn em tới để gom tiền. Tụi bay có ngon thì đứng đây. Vậy anh có ngon thì bước vào công viên hút thuốc đi. Bỏ đi đi thôi. Ai nói tao không dám? Tụi bay ngon lắm. Có giỏi đứng yên đây, tao sẽ tới xử lý tụi bay. Đó, thấy chưa? Làm người phải có lý, chính nghĩa sẽ thắng thôi. Tôi thấy tôi phải đổi việc thôi. Đi tuần chung với anh, tôi sợ không còn mạng để về gặp vợ nữa. Bài vị quý quyền.
Thằng Lương bây giờ rất ngoan, làm việc rất cố gắng, nhưng mà không biết chừng nào mới đem con dâu về hầu hạ tôi. Thật ra nó cứng đầu y như ông vậy, đâu có nghe tôi khuyên. Ông cũng biết trước giờ nó chỉ nghe lời ông thôi. Ông phải khuyên nó giùm tôi đi. Má, má lại nói chuyện với ai vậy? Cây nhang này là con đốt cho ba mà. Má mượn dùng chút thôi mà, ba con còn không nói gì. Má hứa với con sẽ cai thuốc rồi, sao bây giờ còn hút nữa? Con đừng có nói bậy nha, má đâu có hứa với con, là tự con tưởng má hứa thôi. Má có biết là hút thuốc sẽ hại cho sức khỏe không? Má đừng hút nữa có được không? Ba con khi xưa không hút thuốc, không uống rượu, sức khỏe rất tốt. Kết quả cũng đi trước chúng ta một bước, bỏ lại hai má con mình. Má đã hút thuốc bên cạnh ba con 40 năm rồi, có bị gì đâu. Má, má có biết mỗi lần má hút thuốc, má sẽ bị ho cả ngày không? Ho nữa rồi đó, khí quản của má không tốt mà. Để con hẹn với bác sĩ Lâm khám lại cho má. Con còn lải nhải hơn ba con nữa, cứ nói sức khỏe má bị này bị nọ. Má đã nói con không cắt bao quy đầu, không tốt cho sức khỏe, sao không nghe má? Đâu có giống đâu. Má không đi bác sĩ khám thì sẽ ho, con không cắt bao quy đầu cũng không sao mà. Con mắc cỡ cái gì? Không làm như vậy thì sẽ bị viêm đó, sẽ ảnh hưởng tới cái chuyện lấy vợ sau này. Tóm lại, ngày nào con chưa đăng ký làm phẫu thuật thì má sẽ không đi khám bệnh. Khi Phan Tử Vân đi vào bếp rót một ly nước uống thì mới phát hiện ra đầu của bà cô ấy đang được để trên. Cả ngày cứ nghe mấy chuyện quỷ quái, tự hù dọa mình. Mời cô nói cho chúng ta nghe về hoạt động về trái đất bảo vệ môi trường. Được, cảm ơn anh. Thật ra muốn bảo vệ trái đất này của chúng ta không chỉ đơn giản là tắt đèn thôi đâu. Bình thường tiết kiệm nước dùng, sống một cuộc sống đơn giản một chút, ít ăn thịt lại, đều sẽ giúp cho trái đất này giảm thiểu lượng khói thải. Còn dừng xe tắt máy càng không cần phải nói, giảm thiểu thiết bị điện không cần thiết dùng trong gia đình. Ở bên ngoài bớt dùng đèn xài pin, có thể giảm bớt được rác thải, dù có thể bớt gây hại cho thành phố. Đây gọi là một công đa việc. Tắt đèn đi, tắt đèn đi. Cho nên bây giờ tôi kêu gọi mọi người tối nay hãy cống hiến đôi chút cho trái đất chúng ta. To you, why do stars fall down from the sky every time you walk by? Just like me, they long to be close to you. On the day that you were born, the angels got together and decided to create. Một người trở thành hai người là duyên phận, hai người trở thành một người là số phận. Thật ra chia tay không có ai đúng ai sai hết. Nỗi đau bị hiểu lầm không thể so với nỗi đau bị mất hết tất cả mọi thứ mình yêu thương. Just like me, they long to be close to you. Ai dâu, chúng tôi luôn ủng hộ cô. Ngoài mái đình, bên phố cổ, cỏ thơm xanh ngát hương. Câu văn cổ này có thể nói hoàn toàn miêu tả được con đường tình cảm của ngôi sao quốc tế của chúng ta. Từ khi cô ấy vào nghề, scandal chưa bao giờ chấm dứt. Cuộc sống tình cảm của cô Đồng Ái Giao luôn là tiêu điểm chú ý của mọi người. Trước đây, trong buổi họp báo mà cô ấy tổ chức đã thu hút hàng trăm phóng viên tới góp mặt. Sau khi kết thúc, còn có mười mấy bảo an cơ động dẹp đường. Thật ra thì tôi không đặt điều kiện gì cho mình. Tôi cũng giống những cô gái bình thường khác, đều mong muốn có một tình yêu bình thường, sống một cuộc sống bình thường. Ngôi sao quốc tế này mặc dù tài tiếng cũng nhiều như tiền kiếm được, nhưng mà trên con đường tình yêu lại lông đông trắc trở.
đến nay vẫn chưa có kết quả. Năm 2004, trong thời gian cô và Tiểu Thiên Dương Lưu Tôn Long hợp tác vào vai chính trong bộ phim Yêu Không Cô Đơn, bên ngoài lại có tin đồn hai người họ không né tránh cùng nhau xuất hiện và quảng bá. Nhưng sau khi bộ phim được công chiếu, tin đồn cũng không còn nữa. Sau đó một thời gian không lâu, cô lại có thêm tin đồn khác. Cô và đạo diễn người Pháp Sin bí mật du ngoạn biển Caribe đã bị phóng viên chụp được cảnh thân mật của họ trên du thuyền. Đầu năm 2010, cô bị thương khi đang quay ở Quỳnh Điếm. Thần tượng Nhật Bản Maki và đại công tử ngành đồng hồ Kevin không hẹn mà gặp, cùng lắp máy bay tới Quỳnh Điếm để thăm. Nhiều đối tượng như vậy, rốt cuộc ai mới là chân mình hoàng tử? Cái gì vậy? Nè, như vậy là sao? Nhân duy hãy mau tới, chúc cô sớm tìm được hoàng tử. Chương trình tối nay kết thúc tại đây, tạm biệt. Nè, ông cho tôi biết, có ai xui xẻo hơn tôi không? Chỉ trong 3 ngày, tất cả tài sản đều tiêu tan, công việc của tôi cũng mất luôn. Ông có biết là bây giờ tôi còn bao nhiêu tiền không? 908 đồng. Đóng tiền phạt hút thuốc lá còn không đủ nữa kìa. Chào bạn thính giả. Đời người đúng có lúc lên lúc xuống mà. Tôi chỉ có thể nói ông không được may mắn. Ông đang đi xuống đáy sâu của cuộc đời. Đi xuống không được may mắn? Rõ ràng là ông trời đang muốn chơi tôi. Vậy tôi không chết thì sống để làm cái gì? Kích động sẽ không giải quyết được vấn đề đâu. Chỉ cần ông vượt qua được thì ngày mai sẽ tốt đẹp hơn. Chương trình của chúng tôi tối nay sẽ kết thúc. Nè, tôi chưa nói xong mà. Chưa nói xong. Làm ơn. Cảm ơn anh. 27 đồng 8. 27 đồng 8. Lấy thêm cái này nữa. Được. Bây giờ nếu mua kẹo sinh gum này ở đây sẽ được tặng thêm một tấm hình in màu của Clo đó. Thêm một tấm nữa hả? Vậy tôi lấy. Cảm ơn. Hay là vậy đi, mua thêm cho kem dưỡng da tay sẽ được tặng thêm một tấm hình. Kem dưỡng da hả? Phải đó, được 2 tấm. Tôi không xài đồ của phụ nữ. Nhưng được tới 2 tấm hình lận, anh suy nghĩ lại đi. Thí chủ à, lẹ một chút được không? Đại sư, thầy bị sao vậy? Thí chủ, cậu có thể giúp tôi trả tiền trước được không? Được. Tính chung luôn đi. Được. Chắc cũng thêm được 2 tấm nữa hả? Tính luôn cho tôi cái này hả? Cảm ơn. Sao hả, đau lắm phải không? Ôi dạ, không sao đâu. Nhanh lên, qua đây ngồi đi. Được. Ôi dạ. Nhìn thầy kìa, mặt thầy toàn là máu không đó. Ngồi xuống. Thầy giữ chỗ này đi, để yên nha. Được rồi. Giữ chặt ha. Đại sư à, thầy nói là biết vận khí công gì đó mà, tại sao thầy lại bị thương vậy? A Di Đà Phật. Thí chủ à, tại vì cậu không biết thôi. Thật ra Bừng Tăng bị một chai bia rớt xuống trúng cái đầu. Nếu như không được truyền thụ võ công độc môn là thiết đầu công của sư phụ tôi đó hả, tôi nghĩ là tôi bây giờ chắc là không thể ngồi đây nói chuyện với cậu được đó, mà chắc là phải nằm trong nghĩa trang rồi. Ghê gớm vậy sao? Dạy tôi vài chiêu đi. Nếu như thí chủ thực sự muốn học, có thể tới Tiểu Lâm Tự Võ Di Sơn. Chỉ cần chuyên tâm khổ luyện 3 năm 8 tháng thôi thì nhất định là có chút thành tích đó. Được, cảm ơn trước nghe. Nếu mà so ra Tiểu Lâm Tự Võ Di Sơn chúng tôi địa linh nhân kiệt, so với chỗ này đúng là một nơi vô cùng hiểm ác. Thiện tai. Nếu đã như vậy sao thầy không về mà còn ở đây đi khất thực hả? Hôm nay Bần Tăng mới trải qua chút thử thách nhỏ của Phật Tổ, tôi tuyệt đối không dễ dàng từ bỏ đâu. Cảm ơn. Thật ra theo tôi thấy, nếu như thầy không làm hòa thượng thì thầy nhất định sẽ đắc tội với nhiều người. Trời đất nhân gian đều không thoát khỏi quy luật nhân quả. Kinh Phật có nói, trải qua 100 kiếp vẫn không dứt được nghiệp, khi nhân duyên đã đến, quả báo tự mình chịu. Chuyện hôm nay gặp có lẽ là quả của hôm qua, hoặc là nhân của ngày mai, không thể biết trước. Nhìn thì như quả, biết đâu là phúc, vô lượng vô biên. Chỉ là đáng tiếc, người đời ngu muội, chấp mê bất ngộ, đời đi về đâu cũng không biết. Kinh Phật nói nhiều như vậy, không biết có nói tới chừng nào tôi gặp được nữ thần trong lòng mình không? Nhân quả tuần hoàn, hết nghiệp lại tới duyên. Hôm nay Bần Tăng vì một cái chai từ trên trời rớt xuống, thì tôi mới có duyên có thể được ngồi đây với cậu, cùng nhau nói về Phật Pháp. Sau này cậu có thể cũng sẽ có cơ hội gặp được một chai bia từ trên trời. Tới lúc đó thì cậu sẽ có duyên gặp được người mà cậu ngày đêm mơ mộng.
Vậy là ý gì? Muôn vật trên đời được sinh ra từ duyên. Nhân duyên tới, muôn vật còn. Nhân duyên hết thì muôn vật mất. Có được là duyên, không được cũng là duyên. Cảnh sát đây! Đứng lại! Cảnh sát đi! Đứng lại! Cảnh sát đi! Đứng lại! Nhân quả ba đời không ngừng tuần hoàn, cả đời tay trắng, hối hận không kịp. Thật ra đại sư bị cái chai rớt trúng đầu nên đầu óc rối bời. Để tôi đưa thầy về nghe. Không cần đâu. Nhà của Bần Tăng không phải là ở Tiểu Lâm Tự Phúc Kiến, mà trong vòng tay của Phật Tổ. Tối nay cảm ơn thí chủ. Tạm biệt. Đàn ông 40 tuổi, não bị chấn thương nặng, gãy xương chân tay. Chuẩn bị 1, 2, 3 lên. Cho truyền dịch, thông báo kho máu, huyết áp là bao nhiêu? 42 SIO 76. Đàn ông 8.5 máy thở hô hấp. BP 60 over 40 mạch 40. Chuẩn bị kíp tim, mức 200. Dạ rõ. Không có phản ứng. Cho mức 300. Trong ngày Chloe mở cuộc họp báo công bố chia tay, có không ít phóng viên đã lập tức đem tin tức này tung lên mạng. Trên trang mạng bầu chọn BP có uy tín nhất đại lục vào tuần này, cô ấy vẫn giữ được vị trí diễn viên hàng đầu. Diễn cổ chỉ cách vị trí thứ hai là Trạch Nam Nữ Thần, chỉ có 49.992 phiếu. Trước đây cô ấy luôn bỏ xa hơn 50.000 phiếu. Mẫu quảng cáo nước hoa Pháp mới nhất do Chloe làm quảng cáo, tỷ lệ người xem trên mạng đã giảm xuống 0,06% so với tuần trước. Hôm qua trong hoạt động quảng cáo phim ở Đài Loan, có hai fan có vé mời nhưng rồi không tới. Trước đây những chuyện này chưa từng xảy ra. Những nhà tài trợ thường xuyên cho chúng ta cũng gọi điện thoại tới. Họ rất quan tâm tới cuộc họp báo lần này, không biết có ảnh hưởng tới hình tượng của cổ không. Nguyên nhân lớn nhất là vì Louis đơn phiên tuyên bố thông tin chia tay. Còn Tony đang đóng phim ở nước ngoài thì không tuyên bố gì, cho nên đã khiến cho fan của Tony hiểu lầm là Louis đơn phương tuyên bố chia tay, vì vậy mà tạo nên phản cảm. Tình hình trên Weibo sao rồi? Elsa tuy đã xin nghỉ bệnh nhưng mà mấy hôm nay vẫn luôn theo sát tình hình này. Fan của cô ấy đương nhiên là vẫn ủng hộ cho cô ấy rồi, nhưng fan của Tony thì không được lý trí cho lắm. Nếu như fan của Tony phát ngôn quá khích, tôi có thể nghiên cứu thử vì mà pháp luật có cách nào có thể ngăn được họ hay không. Lúc đầu khi cô ấy và Tony xảy ra sự việc này, thật ra chúng ta đã nhân cơ hội thu hút được một số fan của Tony. Đương nhiên cũng có người vì thích cô ấy cho nên mới thích luôn Tony. Cho nên fan của hai bên khai chiến đối với cô ấy và Tony đều không có lợi gì. Chúng ta phải ra tay hành động trước khi chuyện này ảnh hưởng tới hình tượng của Chloe. Mọi người có ý tưởng gì? Tôi nghĩ nên bắt đầu từ việc xây dựng lại hình ảnh của Chloe, sau đó tạo ra một số tin tức tốt đẹp gì đó để chuyện này được lắng lại. Có thể người này sẽ giúp được cho chúng ta. Trọng tài Hà Siêu Vinh nhảy lầu tự tử nhưng lại không chết vì đè lên người đi đường. Có chuyện gì mà khổ vậy? Người đàn ông bị ông ta đè còn khổ hơn. Trên báo nói đó là vẫn còn đang trong phòng cấp cứu, không biết có cứu được hay không. Đúng là quà từ trên trời rớt xuống mà. Mọi người đọc kỹ đi. Người đàn ông bị đè trúng tên là Dư Trấn Đông. Khi anh ta gặp chuyện, trong tay còn cầm cái tấm hình in mặt của Lô Y. Có người đi đường nói vì ảnh muốn nhặt lại tấm hình cho nên bị tai nạn. Tôi nghĩ có thể lợi dụng điểm này. Được, Dư dùng anh ta đi. Cả hai người đều đi theo hết ai qua tiệm đây. Hey, xảy ra chuyện như vậy chúng tôi cũng chỉ quan tâm Dư Trấn thôi. Thì đó, Dư Trấn quan trọng hay cửa tiệm quan trọng? Đóng cửa nửa ngày có ảnh hưởng bao nhiêu đâu. Ê, xin lỗi anh, lúc này nhiều bệnh nhân quá, bây giờ mới ra ăn trưa nè. Anh cũng mới tới thôi. Xin lỗi nha, tôi có hẹn với bác sĩ Thái Đắc Thành cho hỏi phòng của ông ấy ở đâu. Vậy phòng ông ấy hả? Đi thẳng rồi quẹo trái. Dạ, cảm ơn cô. Má, bác sĩ nói khí quản má yếu đi nhiều, cái thuốc đi có được không? Má mặc kệ, má đã tới khám bệnh thì con phải xử chuyện kia cho xong à nha. Dạ dạ, được rồi, con làm. Dư Trấn à, mau tỉnh lại đi. Tỉnh lại rồi tôi sẽ cùng cậu sưu tập hình của Đồng Ái Giao.
Thật ra hôm đó đi mua đồ cũng đã đổi được 2 tấm để dành cho cậu rồi, nhưng mà quên đưa cho cậu. Phải nói Dư Trấn, cậu cứ nằm ở đây, cửa tiệm ai quản lý hả? À, chẳng lẽ như người ta nói chết vì gái, tử vì gái, vì con gái vô nhà xác. À, bác sĩ. Bác sĩ, phải rồi, bệnh nhân sao rồi? Chúng tôi vẫn luôn nói với cậu ấy, nhưng mà vẫn không có phản ứng. Đây có phải gọi là chết lâm sàng rồi không hả bác sĩ? Cũng gần như là vậy. Sao lại như vậy? Vậy cái mỏ quạ của tôi nó trúng quá hen. Chúng tôi sẽ theo dõi thêm một thời gian nữa. Thứ tình trạng của ảnh như không tiến triển gì, bệnh viện có lẽ sẽ rút ống dẫn khí, nhưng cần phải có người nhà ký tên. Hả? Cậu ấy không có người nhà, chỉ có mấy người bạn chúng tôi à. Thật ra chúng tôi còn kiểm tra và chi tiết nữa mới xác định được chính xác. Mọi người có thể nhân lúc này ở cạnh ảnh nhiều hơn, hy vọng kích thích ý chí sinh tồn của anh ấy. Ảnh là fan trung thành của tôi. Tôi vừa nhận được tin ảnh vì tôi nên mới bị thương, nên tôi dừng công việc lại để đến thăm ảnh. Nhưng mà cô bỏ đi nữa chừng con sẽ đắc tội với ông chủ sao? Phải đó, sao cô mặc như vậy? Tôi đang đóng quảng cáo cho một hiệp hội du lịch của Hàn Quốc, nhưng tôi vừa biết anh có chuyện thì không thể tập trung làm việc được nữa. Tôi biết mình làm vậy là có chút bốc đồng. Đây là ý nguyện của cá nhân tôi. Tôi hy vọng người đại diện của tôi và bên hiệp hội du lịch sẽ tôn trọng quyết định của tôi. Tất cả các fan của cô đều vậy sao? Tôi muốn được yên tĩnh nói mấy câu với fan của tôi. Xin chào, cô này là đồng ái giao. Trấn Đông, tôi biết anh là fan của tôi. Mặc dù thường ngày chúng ta không thể gặp mặt để nói chuyện với nhau, nhưng những comment của anh về tôi trên web tôi đều đã đọc hết rồi. Anh ủng hộ tôi cũng ủng hộ anh. Anh phải cố lên nha. Why do stars fall down from the sky every time? Hãy subscribe.